anh yêu em thật lòng, nhưng làm sao biết có thật hay không. Nói yêu em thì thôi anh hãy đến gặp cha mẹ em xin hỏi cưới, ta sẽ muôn đời có đôi. Chớ có hoài nghi cho anh tội nghiệp, trong lòng anh có mỗi mình em thôi. Muốn qua bên nhà em nhưng chẳng dám, vì anh sợ cha mẹ trách móc, bởi đời anh nào bằng ai. Dù ai cao sang nhưng với tình yêu là vàng, thì thôi anh ơi xin chớ ngại chi làm gì, chỉ cần con tim thủy chung và đừng dối gian tình em. Tình yêu là hạnh phúc dài lâu. Dù cho sông sâu hay núi đèo cao vời vợi, lòng anh yêu em gian khó nào đâu ngại gì. Để ngày mai anh sẽ đi gặp cha mẹ em hỏi xem, vì anh yêu em là mãi mãi yêu rất chân thành. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau cởi áo cho nhau, người nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay. Sao biết có thật hay không? Nói yêu em thì thôi anh hãy đến gặp cha mẹ em xin hỏi cưới, ta sẽ muôn đời có đôi. Chớ có hoài nghi cho anh tội nghiệp, dám đâu. Trong lòng anh có mỗi mình em thôi. Muốn qua bên nhà em nhưng chẳng gian, vì anh sợ cha mẹ chắc mong, vì anh nghèo quá giờ mấy sao em. Thôi anh ơi xin chớ ngại chi làm gì, chỉ cần con tim thủy chung và đừng dối gian tình em. Tình yêu là hạnh phúc dài lâu. Dù cho sông sâu hay núi đèo cao vời vợi, lòng anh yêu em gian khó nào đâu ngại gì. Để ngày mai anh sẽ đi gặp cha mẹ em hỏi xem, vì anh yêu em là mãi mãi yêu rất chân thành. Thôi anh ơi xin chớ ngại chi làm gì, chỉ cần con tim thủy chung và đừng dối gian tình em. Tình yêu là hạnh phúc dài lâu. Dù cho sông sâu hay núi đèo cao vời vợi, lòng anh yêu em gian khó nào đâu ngại gì. Để ngày mai anh sẽ đi gặp cha mẹ em hỏi xem, vì anh yêu em là mãi mãi yêu rất chân thành. Để ngày mai anh sẽ đi gặp cha mẹ em hỏi xem, vì anh yêu em là mãi mãi yêu rất chân trở về thăm. Không biết Út đã có chồng hay Út vẫn đang ngóng chờ anh mang đầu với cao xe pháo hồng đón dâu. Bấy lâu anh xa xứ chẳng thấy anh về thăm, ai biết anh thế nào mà ngóng trông với chờ. Anh có vợ thì sao ai biết được lòng anh. Anh thương Út chăm chỉ, hiếu thảo với mẹ cha, khéo léo siêng năng nhất nhà. Cô bác hay khen thầm, cô Út thật là dễ thương, ước gì Út là dâu. Nghe anh khen nức nở, Út mất cỡ làm sao, há
em, ta có nhau mình xây duyên mới. Dấu phong ba tình anh không đổi, mình bên nhau ấm duyên muôn đời. Vào mùa xuân sang mình nên duyên tơ tóc, mãi bên nhau nhìn câu chung thủy. Khắc trong tim tình em muốn đợi, anh về thưa với cha mẹ liền rằng anh thương cô Út quê mình. Em đừng nên lo lắng, đã yêu em một lòng không thay đổi. Nghe anh đừng nên vui lòng, về đây anh em sẽ mong chờ. Ngày vô quy pháo vui rộn ràng, duyên mới. Dấu phong ba tình anh không đổi, mình bên nhau ấm duyên muôn đời. Nếu thương em anh hãy về thưa cùng mẹ cha, mỗi mai cao trầu thưa cùng ba má. Vào mùa xuân sang mình nên duyên tơ tóc, mãi bên nhau nhìn câu chung thủy. Khắc trong tim tình em muốn đợi, về thưa với cha mẹ liền rằng anh thương cô Út quê mình. Em đừng nên lo lắng, đã yêu em một lòng không thay đổi. Nghe anh đừng nên vui lòng, về đây anh em sẽ mong chờ. Ngày vô quy pháo vui rộn ràng, về đây anh em sẽ mong chờ. Ngày vô quy pháo vui rộn ràng. Chỉ mong nở qua, tôi giống như là tên khờ, gặp em lần đầu đã không nở xa. Biết em canh vàng lá ngọc, nhà anh cũng ruộng mấy trăm công. Anh nông dân ngại gì khó nhọc, hạ cớ thử lòng vượt núi sen sông. Đứng nhìn tuốt đằng xa, chờ hoài cứ không thấy người ra. Bà con đến thăm hỏi rằng sao mà em không thích không mến người ta. Chẳng đêm nhớ về em, nhớ tới mức anh có bằng khen. Anh cố anh đến kề bên mà em không ngó anh khó mừng quen. Thì chung càng quê ai cũng mỗi mai đời ngày nên duyên mẹ chẳng thấy nhà thôi.
xong để anh ngóng anh trông. Hoàng tử em hay mơ nhìn xem giống anh không? Anh không phải tài xế, em ơi em đừng làm lơ. Hãy là độc giả của anh vì anh là một kẻ làm thơ. Nồng độ cồn em cao nên đã làm anh say. Dù em có chanh chùa anh cũng không tỉnh lại nhanh ngay. Có cả xe nhà cao lúc em gọi đến ngay và mau. Chân tình với em đâu giống tên tào lao mà em không hề ưng anh là sao trời ơi. Em ơi nhà có mạng nhện để anh đến anh quét giùm cho. Đừng nghĩ anh như cáo già, chỉ đơn giản là anh thích chùm nho. Tình yêu anh dành cho em khiến bao người thèm. Bao người khác họ nói là anh học toán dở vì anh không biết chia tình yêu cho người khác. Em ơi bờ vai anh đủ rộng, đủ để em dựa dẫm sau này. Anh không thể cho ngay em chủ động nên phải cua em trước lúc hao gầy. Em ơi ruộng nhà em ở đâu để anh cày tiếp cho đội chức giả này. Anh thì sức mạnh cũng cỡ trâu, người ta 30 phút còn anh thì cả ngày. Từng yêu chim lửa
đường về thôn đêm duyên dáng bên ven sông con thuyền suối mai nhịp cầu băng qua men lối đi quanh co ngõ hoa nối dài nhà em cuối sông ghép đôi mái tranh nâu trang cài trước sau có tầm mến thương dâu có trầu vấn vương cau và đào tơ thơm ngát ngát hương trinh ban đầu đường về thôn anh con sáo ru êm êm trên đồng xanh lúa nhịp cầu băng qua đưa lối sân rêu xưa thăm hoa bốn mùa nhà anh mái lá tháng năm vẫn chưa nghe duyên tròn ước mơ có dàn mượt xanh lơ có hồ cá nên thơ mà lòng quê vẫn hát hát bao câu ca mong chờ xuân này anh sẽ cưới em lúc bạn xa chẳng không kịp mời
trời đầy đo bốn phương, đưa đồng non xưa đến vườn xưa. Nhờ mây trời rồi mình đưa tin rằng mùa xuân đã đến vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa sang. Tình xuân vút ngàn, anh lo gì thời gian. Mùa thu sẽ đến, mùa đông rồi hoa mau. Ngày vui đến gần, như nhắc trời vào xuân. Mùa xuân này ta sẽ có nhau trong ngày vui áo em màu hồng, màu hy vọng tô thắm áo anh, màu tình yêu ngát trên đồng đua, màu huy hoàng dịu sang quê hương. Vào đầu xuân chưa tràn chuyện tình đôi mình. Ngoài cây đèn đường và đôi hồng đăng ra, rồi có một con ngọc, hai ta dựng lễ và sáu mâm phẩm vật ra đến đây. Trước là chúng tên cúng tổ hiền, chúng con ông tưởng đọc cho nhà gái chấp nhận lễ và cho phép tôi đưa các nghĩa thông gia là cáo lễ bái lễ con đường nhân ngày lễ chúng con thờ cáo hôm nay. Và chúng tôi thật ý những lời của người thần đời ba có điều chi sai sót nhờ quý khách cũng bỏ qua thành thật cảm ơn. Thế nên xin vừa mời lại con đại diện của nhà gái tiếp tục cuộc hành lễ trân trọng kính mời ông. Được. Kính thưa quý vị lãnh đạo hai họ, kính thưa quý vị, tôi xin nhắc lại cái lời của đại diện họ nhà trai. Xin tấn lễ nộp lễ và hiến lễ kính thưa quý vị lễ vật có mang là tấn lễ là một cây lễ, một cây từ đường có đôi ăn và một mâm trầu. Về phần hiến lễ thì trong đó có sáu mâm quà, kính thưa quý vị trình với hai họ thành rồi ẩm vật để dâng lên cúng cho tổ tiên. Con là ví dụ cho mượn một cái dĩa đây. Dụ lên cái chỉ. Dạ. Nhìn chưa nhau. Nhìn hết chưa. Câu kính thưa quý vị, tôi cũng có những lời từ khoảng xa xưa cho đến thời hiện tại. Nếu là toàn thể nhân sinh dù trai dù gái đến tuổi trưởng thành thì gặp nhân gia mắt để về những nòi giống và truyền tử lưu tôn cho hai hậu từ xưa đã có thể hiện trong trời đất. Cho nên hôm nay cũng nhân vào cái ngày mùng 8 tháng 9 năm Canh Tý cũng là một ngày lành tháng tốt, thế đấu phú thành cùng để thảo nguyên được bền duyên cầm sát quý vị, mời quý vị vỗ tay với chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Kính thưa quý vị, hôm nay thì nhằm cái thời đại đó là phát triển văn minh của xã hội, cho nên cái lễ đính hôn này có nghĩa nó là đính ước. Thí dụ như tháng này là đám cưới, là một hai tháng sau là đám cưới, nhưng hôm nay mình không có còn như hồi ngày xưa nữa, mình đã nấu nước sôi đổ vô là ăn liền. Như vậy là bữa nay tính hôn mai nước dâu, mời quý vị vỗ tay chúc. Kính thưa quý vị, bây giờ buổi lễ cũng có nhiều tiết mục, chúng tôi tạm chia làm ba phần. Trước hết thì hai tham gia được chuẩn bị chú rể bái đường lễ Phật và lễ Ngọc Thọ là những quý vị tiền nhân. Rồi thứ ba là ông bà hiện tiền cũng như ông nội bà nội ông nãy hồi nãy cái giai cấp ông bà
hoặc là cha mẹ bị bà con với đạo viên đó là chương trình nó có duyên, như vậy thì đề nghị hai tham gia chuẩn bị để làm lễ tưởng luôn để lên đề. Đi trong bài nữa đi, đi ông bài. Hương đăng đồng thống lễ tính trình lượng thủ bái chính chứng minh thành tính xá một xá và đứng lên. Xong chắp tay vô ngực luôn sư gia. Dạ mắt nhìn lên ngọn đèn ngọn đèn ngọn đèn, ngọn đèn. Dạ. Dạ xong. Mời quý vị làm ăn bỏ. Chú rể. Làm để lấy được. Vậy là mời chú rể cung tay ra xá, ăn xá. Rồi bắt đầu còn lại có ý con đi. Hai. Đúng, xong. Rồi sai rồi đó. Thưa quý vị, lại bái đường là xong. Giờ hướng về Tam Bảo, con chắp tay xá bốn xá tay thì cũng lại. Chắp tay vô mà chắp tay vô mà. Rồi, mắt nhìn ngọn đèn nha. Rồi, lại bái. Hai, ba. Xong. Xong rồi, xong xe ra. Rồi cắt được tiền nhân những quý vị xin từ đạo pháp thì xin từ khổ pháp quý vị. Và bốn xong mời quý vị làm ăn đó. Mời quý vị uống nước đi. Bây giờ tới cái phần âm bài như đó. Hai phần âm bài cái nước anh bà nào cũng là chín mấy tuổi đó rồi. Rồi nhắn ly cụ lại, đưa cho ông nội mày. Tiến qua nha. Luôn, đưa qua luôn nha. Rồi dẫn đi cũng cố mãi nè. Vậy là ông ngoại tốt quá, như vậy ông ngoại đã cũng chấp nhận luôn sự rượu lễ của cháu rồi. Thì bây giờ mình có cái dạ. Rồi dùng cho cháu cái đó luôn. Cái rượu chè bây giờ là nhiều quá lắm quý vị ơi, nhưng rượu này là rượu lễ, là một ngày hôm lễ xưa nay của tổ tiên mình nó quý cái lắm, cho nên là quý vị uống đi, uống rễ lễ cho con cháu mình. Rồi ông dùng đi, nhẵn ly rượu của ông lại Thành ơi, nhẵn ly rượu của ông lại Thành ơi. Dạ. Rồi nhận ly rượu lên Thành ơi. Nhận ra tới chụp cái hình chụp vô cái. Chụp vô ly rượu chụp cái hình. Chậm nha. Rồi lấy thêm đi nữa mời má đi. Rồi nhận vô ly rượu. Dạ. Rồi cầm ly. Báo tin là cô dâu á, dâu mới bị để lắc để đeo nữ trang nữa nha. Bây giờ đem lại cho cha mẹ rượu.
lấy ly đó đưa mẹ mình. Khoan uống chờ chờ. Đó, cũng ly đi uống cho nó hết ly thôi. Rồi, dùng dùng. Dạ, cũng cái dùng. Kính thưa quý vị, tại vì tôi cũng tranh thủ thời gian, cái thời gian cũng chưa cung công ta cũng xá bốn xá giai cấp ông bà người cha mẹ cũng đưa, bây giờ không có thở đâu. 1, 2, 3, 4. Rồi bây giờ bác xui nè, rồi bác cô chú tiến tổ mở gì dưỡng là anh của ông già vợ bà già vợ xá luôn 2 xá. Rồi chú thiếp tổ mở gì lượng mà em của cha mẹ bên vợ cũng xá luôn 2 xá đi. Còn có chữ lại rồi nó lại. Rồi kính thưa quý vị, bây giờ buổi lễ nó đã bị ra là viết ảnh với quay phim để chụp hình để cho nhà trai tặng nó là nữ trang và giao nữ trang với cô dâu. Chúng ta là người Việt Nam trong lễ hỏi gọi trước tiếng hôn là phải bắt buộc ít nhiều nó trăm 50 triệu đồng tiền là nước Việt Nam, và tiếp theo là 5 lượng vàng 24, còn tiền để thông dụng là 50 triệu đồng ngân hàng là nước Việt Nam để thông báo cùng hai họ cho tôi. Vậy hôm nay là đại ông đại trung tâm đại lá trên tổng mạo thay lời cho cái là mọi nhà trai như vậy là cho cô dâu một đôi bông hộp tròn trị giá là 50 triệu đồng tiền ngân hàng Việt Nam, và vàng 24 thì 5 lượng, tiền thì 50 triệu tiếp cho để nói và để cưới. Như vậy thì viết bản đó mời cô dâu ra để giải quyết cái vụ này.
bà con trong thôn làng quý thuộc. Thưa quý vị, buổi lễ đính hôn đạt kết thúc. Thưa quý vị, quý vị không những là một niềm vui hạnh lớn lao mà cảm nhận của tôi là hai họ là bà con thôn làng quý thuộc dành cảm cái tình cảm yêu thương và dành cho cô dâu chú rể. Có đại diện cho gia đình không biết nói gì hơn. Kính chúc sức khỏe quý vị và ám kiến cũng là thiền năm mới. Như vậy thì chúc tất cả gia đình quý vị làm ăn phát đạt, giàu có lên và chúc những gì tốt đẹp nhất. Và như thế là mời quý vị cùng ăn một bữa cơm với nhà gái để tỏ lòng thành kính và thân thiện. Và cùng quý vị quan khách cùng nhập tiễn. Mời quý vị cùng nhập tiễn. Trọn đời một lòng son sắt thủy chung, chúc mừng
chồng chị ba, cô tư ăn sáo hai nhà. Đầu năm vui đám cưới, xuân về nhà nhà yên vui. Ai yêu chỉ soi tơ, ta nên vợ chồng đồng lòng. Ta càng biến đông mũi mặn gừng cay, anh ơi em vẫn ngừng hoài. Đầu năm sinh con gái, son sắc thêm